Nếu khách hàng hỏi Ngọc Ánh là có căn nhà nào hơn 1 tỷ mà đường to ngõ rộng ô tô đỗ cửa hay không thì có ngay trong video này. Còn riêng một căn với giá bán 1 tỷ 750 triệu, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Và căn nhà đó thì gần với trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao, gần trục đường quốc lộ 6, phù hợp cho quý vị đi làm ở Hà Đông, quý vị đi làm ở Chương Mỹ, đi làm theo cung đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân hoặc là Tố Hữu, Lê Văn Lương kiểu dài đều rất là ok. Cụ thể nó thuộc Phụng Châu, Chương Mỹ và còn duy nhất một căn thông số nhà 32 mét, xây 3 tầng với hướng nhà là hướng Đông Nam mọi người ạ. Sổ sách pháp lý rõ ràng. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể căn nhà còn lại, xem ngôi nhà này thiết kế ra sao với đường ngõ to như thế này, với kia là xe ô tô, kia là hai xe ô tô tránh nhau, còn đây là ô tô để ngày đêm thoải mái mọi người nha. Và mời quý theo em vào khám phá cụ thể ngôi nhà. Với căn nhà hướng nhà là hướng Đông Nam, thiết kế 3 tầng, cửa chính của ngôi nhà thiết kế cho quý vị là cửa sắt sơn tĩnh điện, đồng thời chủ nhà đầu tư là kèm với kính nước, thiết kế rất chi là hợp lý ổn áp, công năng sử dụng hài hòa, thiết kế xây dựng chỉn chu. Tầng 1 thiết kế cho quý vị phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Ngoài năng lượng ở đây là phần tầng 1 phòng khách của ngôi nhà với không gian phòng khách thiết kế rất là hợp lý. Với cái diện tích 32 mét vuông xây 3 tầng vẫn được công năng sử dụng 3 phòng ngủ, giá bán rẻ, đường ngõ to, thông thoáng và chỉ còn duy nhất một cái căn này là giá hợp lý, hỗ trợ tối đa cho quý vị vay 1 tỷ mọi người nhé. Phần còn lại ngân hàng hỗ trợ 1 tỷ thì phần còn lại quý vị chuẩn bị trước phần tiền mặt cho em. Sổ sách chuẩn chỉnh, pháp lý rõ ràng thì mới hỗ trợ vay vốn ngân hàng được. Nằm ở trong khu dân cư đông đúc, xung quanh ngập tràn tiện ích, chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, đi lại giao thông thuận tiện, đặc biệt gần với trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao quý vị nhé. Đây là phần tủ bếp của ngôi nhà cũng như là không gian phòng bếp đây. Hoàn thiện đầy đủ hết thiết bị vệ sinh, trần thạch cao, tủ bếp cho quý vị rồi. Nhà này thì sáng mua chiều về ở được luôn, sáng mua buổi chiều ký sổ sách sẵn sàng cất két mọi người nhé. Với phần tủ bếp thiết kế hoàn toàn là gỗ MDF chống cong vênh. Đấy, đầy đủ chỉn chu cho mọi người rồi. Công năng hợp lý, hài hòa. Mặt bếp thì là thiết kế là đá granite, phụ kiện lắp đặt chất liệu inox 304, thiết bị vệ sinh, trần thạch cao, thiết kế toàn bộ ở tầng 1. Ngoài ra thiết kế thêm một phòng bếp nữa, một phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1, đầy đủ với bồn cầu, vòi xịt, máy bơm, nước lên trên 3 tầng sử dụng của ngôi nhà. Tay vịn của trụ cầu thang thiết kế cho quý vị, đây mà có thể nhìn thực tế, thiết kế toàn bộ là gỗ, mặt bậc của bậc cầu thang, ốp đá granite, thiết kế chỉn chu. Mời mời theo em lên tiếp theo tầng 2 của ngôi nhà, xem ngôi nhà 3 tầng giá rẻ này thiết kế ra sao. Và với tầng 2 của ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị như sau. Cầu thang giữa, phòng vệ sinh ở giữa và hai phòng ngủ hai bên. Đây là phần phòng ngủ phía bên trong của ngôi nhà. Nói chung là với cái diện tích thì thiết kế hai phòng ngủ, mỗi phòng khoảng tầm 9 mét vuông mọi người ạ. Đó, và phòng nào thì cũng có đầy đủ cửa sổ ánh sáng thông thoáng, tất cả các cửa thông phòng đều thiết kế là cửa gỗ đó. Và đây là phần phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng ngủ ở phần tầng 3, đầy đủ hết về sen tắm, đầu chờ bình nóng lạnh, vắt khăn dàn, lavabo. Với và tầng 3 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị công năng sử dụng một phòng ngủ cũng như một phòng vệ sinh, một phòng thờ và sân phơi riêng biệt. Đây là phần phòng ngủ phía bên ngoài nha mọi người. Nói chung với căn nhà 3 tầng thiết kế hài hòa, đường ngõ ô tô thông thoáng, hướng nhà lại là hướng Đông Nam và với giá bán 1 tỷ 750 triệu thì bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu, công năng sử dụng 3 phòng ngủ, vị trí đi lại thuận tiện hợp lý, giá bán sổ sách rõ ràng. Đây là phần phòng vệ sinh ở tầng 3. Đầy đủ hết công năng sử dụng cho quý vị sử dụng theo từng tầng. Tiếp theo là phòng thờ nhỏ nhắn xinh xắn hợp lý. Và còn lại sân phơi. Đây là phần sân phơi của ngôi nhà. Rộng, thoáng. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin chi tiết cụ thể cứ liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt để được tư vấn cũng như đi xem nhà thực tế xem là chọn lựa cho mình một ngôi nhà mơ ước cũng như trong tầm giá bán của mọi người, trong tầm giá tài chính mà quý vị đang có. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.